Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2022, thứ hai tuần thứ 35 thường niên. Trích sách Châm Ngôn: Hỡi con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành. Nếu con làm được việc lành thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người bạn của con rằng: Hãy đi rồi trở lại, mai ta sẽ cho ngươi, khi con có thể cho ngay. Con chớ mưu toan gây ác cho bạn hữu của con. Khi nó tin tưởng vào con chớ cạnh tranh với người ta cách vô cớ, khi chính người đó không làm điều gì ác cho con. Con chớ ganh tị với người bất chính và chớ noi theo đường lối của nó, vì Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối và Chúa ở thân mật với những kẻ đơn sơ. Chúa gửi đến nhà kẻ gian ác sự khó nghèo, còn nhà người công chính sẽ được chúc phúc. Chính Chúa nhạo báng những kẻ gian dối và ban ơn cho những kẻ hiền lành. Người khôn ngoan sẽ thừa hưởng vinh quang, nhưng phường ngu xuẩn sẽ chuốc lấy ô nhục. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi Thánh Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lời không bịa lời vu không. Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi Thánh Chúa. Người không làm ác hại đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi Thánh Chúa. Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kệ đó thì muôn đời chẳng có lung lay. Lạy Chúa, người công chính sẽ cư ngụ trên núi Thánh Chúa. Alleluia, Alleluia. Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao ước trong lòng. Lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chiếu dạy ánh sáng. Chẳng ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Luca chương 8 câu 16. Suy niệm: Nơi nhiều đền thờ Ấn giáo, người ta đặt những cái giá treo lồng đèn. Mỗi sáng, tín đồ cầm đèn dầu đi lễ. Khi tới đền thờ, họ đặt đèn của mình vào giá treo lồng đèn. Nhờ đó ngôi đền sáng rực lên cách lung linh huyền ảo. Ngọn đèn soi đường cho từng cá nhân tín đồ, giờ đây thành chùm đèn thắp sáng cho cả cộng đoàn. Chúa Giêsu dạy chúng ta: Nếu ta đã được ánh sáng chân lý của Chúa soi sáng đến lượt mình, chúng ta cũng phải cùng với anh chị em chiếu dạy ánh sáng đó ra, để đẩy lùi bóng tối, tội lỗi lầm lạc. Một đức tin không giải sáng bằng đời sống chứng nhân thì chẳng khác nào thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, sẽ không còn là ánh sáng nữa. Mời bạn, các thánh đã thực hiện mệnh lệnh chiếu dạy ánh sáng khi làm sáng lên một nét đẹp trong giáo huấn tin mừng, từ đó khai sáng nên những linh đạo, những con đường nên thánh. Thánh Francisco Assisi cho thấy sự hấp dẫn của nếp sống khó nghèo. Thánh Teresa cho thấy nét đơn sơ đáng yêu của con đường thơ ấu thiêng liêng. Nét đẹp tin mừng nào hấp dẫn bạn để bạn tỏa sáng ra chung quanh bằng cuộc sống chứng nhân của mình? Sống lời Chúa trong các lời mời gọi của Đức Kitô, trong các lời khuyên tin mừng, bạn chọn một điều đánh động bạn nhất để thực hiện.
cầu nguyện là Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, và ai theo Chúa sẽ không bước đi trong bóng tối. Xin giữ gìn con luôn được sống trong ánh sáng chân lý của Chúa và chiếu tỏa ánh sáng đó cho mọi người chung quanh. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Ôi lại đấng tối cao, để nói lên tình yêu vô biên và mầu nhiệm của Thiên Chúa, người Hồi giáo thường kể câu chuyện sau đây. Một hôm, đấng Ala cho gọi một thiên sứ đến và sai xuống trần gian. Ngài truyền lệnh cho vị thiên sứ như sau: người hãy xuống trần gian và đưa về đây người đàn bà góa có 4 đứa con thơ. Vị thiên sứ ra đi, ngài gặp ngay người đàn bà góa đang cho đứa con nhỏ nhất bú. Ngài hết nhìn người đàn bà với 4 đứa con dại, lại ngước mắt nhìn về đấng Ala nhưng xin rút lại lệnh truyền. Làm sao có thể nhẫn tâm để tách biệt người mẹ với những đứa con thơ còn lại? Nhưng ánh mắt van xin của vị sứ thần đã không mảy may đánh động được đấng Ala. Cuối cùng, vị sứ thần đành phải vâng lệnh đấng Ala để cướp lấy người đàn bà khỏi đám con thơ và đưa về trời. Hoàn thành công tác, nhưng xem chừng vị sứ thần không thể vui được. Vui thế nào được trước cảnh chia cách giữa mẹ và con? Thấy vị sứ thần buồn bã, đấng Ala mới cho gọi ngài lại và đưa ngài vào giữa sa mạc. Đấng Ala chỉ cho vị sứ thần thấy một tảng đá lớn và bảo ngài hãy đập vỡ nó ra. Tảng đá vừa vỡ ra, vị sứ thần ngạc nhiên vô cùng vì từ trong đó một con sâu nhỏ từ từ bò ra. Hiểu được ý nghĩa của cử chỉ ấy, vị sứ thần thốt lên: ôi lại đấng tối cao, mầu nhiệm thay công cuộc sáng tạo của Ngài với sự khôn ngoan, thượng trí và tình yêu vô biên. Ngài đã không bỏ mặc một tạo vật nhỏ bé như con sâu kia, thì hẳn Ngài cũng sẽ không quên được 4 đứa bé mồ côi là con cái của Ngài. Đâu là hình ảnh chúng ta có về Chúa? Ngài là Thiên Chúa, từ nhân, luôn tha thứ. Ngài là người cha nhân hậu, luôn yêu thương và săn sóc cho từng đứa con. Hay trái lại, Ngài chỉ là một ông thần độc ác mà vì sợ hãi chúng ta phải chạy đến để khỏi bị trừng phạt. Trở về với Thiên Chúa, trước tiên là phải gạt bỏ ra khỏi tâm hồn chúng ta hình ảnh bất xứng mà chúng ta gán cho Chúa. Hãy phục hồi lại trong tâm hồn chúng ta hình ảnh của một Thiên Chúa mà Tin Mừng đã mặc khải cho chúng ta. Đó là một người cha luôn yêu thương và không ngừng tha thứ cho chúng ta. Một người cha mà tình thương vượt hẳn những tính toán cân lường của trí khôn loài người chúng ta. Có những lúc chúng ta cảm thấy tội lỗi đang đè nặng trong tâm tư ư, hãy mau mắn chạy đến với Ngài. Có những lúc đau khổ, mất mát, che phủ khiến chúng ta nghi ngờ tình yêu của Ngài ư, hãy tin tưởng rằng Ngài đang nhìn thấy và cảm thông với từng nỗi khốn khổ của chúng ta. Và tình yêu nhiệm màu của Ngài luôn nhào nặn để biến những đắng cay chua xót ấy thành ân phúc cho chúng ta. Bài trích sách lẽ sống.